Dạ, sáng nay 18 tháng 9 em lên sóng cho bà con một con máy phát cỏ đĩa đường dao 8 tấc ạ. Máy 12HB Kubota. Máy trụ nhưng mà em đã làm cái bình rồi, bài bản ok hết rồi. À, con này là về Sơn La cho một bác ở Sơn La đó, bác Quyết ở Sơn La đó. Máy móc thì có đề đàng hoàng nhưng mà bác về bác tự gắn bình ạ, em chỉ làm đến đây thôi. Con này thì nó full chức năng đó ạ, sới tạt đầy đủ hết. Có sới tạt, khi nào mình sới tạt thì mình tháo bộ phát cỏ ra. Máy 12HB Kubota. Đó, máy thuộc dòng xịn sò đấy ạ, chứ không phải máy tầm thường đâu. Con này thì một ngày thì làm, bà con cứ an tâm làm một ngày trên 1 hec là vô tư ạ, không vấn đề gì. Chỉ có mình có sức để mà đi không thôi ạ. Đây ạ, bà con nào mà có nhu cầu thì liên hệ em 0982411160 ạ. Đường dao 8 tấc. Máy làm thì tốc độ đi thì tầm từ 4 km đến 8 km một giờ ạ. Tùy theo cỏ địa hình ạ. Rồi em xin cảm ơn bà con đã coi video của em ạ.